Là địa phương có ca mắc COVID-19 cao nhất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hiện nay với 159 ca, huyện Xuyên Mộc đang trở thành điểm nóng về dịch bệnh. Do đó, cả hệ thống chính trị huyện đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm tranh thủ 14 ngày vàng giãn cách xã hội, nhằm ngăn chặn nguồn lây của dịch, nhất là thần tốc truy vết, khoanh vùng, nỗ lực tách F0 ra khỏi cộng đồng. Thần tốc tách F0 ra khỏi cộng đồng, những ngày qua, huyện Xuyên Mộc đã huy động tổng lực ngày đêm khẩn trương xác định ca nhiễm. Toàn bộ lực lượng y tế huyện cùng các y bác sĩ tăng cường từ Bệnh viện Bà Rịa và các huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh đã lấy 31.000 mẫu PCR và 1.700 mẫu test nhanh cho người dân trong huyện, tập trung vào các địa bàn đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng. Đối với các ấp là chuẩn bị các cái vị trí, địa điểm để mà giúp cho nhân viên y tế test, các là cộng tác viên phục vụ, các tình nguyện viên, rồi là đội phun xịt. Tất cả chúng tôi đã sẵn sàng và với quyết tâm cao là thực hiện cái test nhanh và test gộp ở tất cả các địa bàn. Về tổ truy vết thì qua các tổ này thì làm việc hết sức tích cực qua cái truy vết để xác định khoanh vùng cái nguồn lây để làm sao đó là hạn chế mức thấp nhất cái phòng chống dịch xảy ra ở xã Tân Lâm. 864 tổ giám sát COVID cộng đồng trên địa bàn huyện Xuyên Mộc cũng tăng cường rà soát, lập danh sách, nắm bắt diễn biến từng hoạt động, sinh hoạt của các hộ gia đình, làm cơ sở đánh giá tình hình dịch hàng ngày, đồng thời phục vụ cho việc truy vết sau này nếu có ca nhiễm. Nói chung là tôi nắm hết cái hộ dân đó là làm ăn cái gì, ở tiểu thương hoặc là người ta là làm rẫy đó, tôi nắm chi tiết từng hộ, từng cá nhân của cái gia đình của cái hộ đó, tôi truy rất là nhanh. Và sau khi có chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì tổ giám sát phòng chống dịch COVID cộng đồng đã tiếp tục đến tuyên truyền vận động, phối hợp với các tổ chức thành viên quản lý tốt các trường hợp F để khỏi địa bàn để phòng chống dịch COVID-19. Huyện Xuyên Mộc đã đưa vào 4 cơ sở cách ly tập trung với 850 giường bệnh. Hiện các cơ sở này tiếp nhận 90% công suất. Tính đến hôm nay 23 tháng 7, huyện Xuyên Mộc ghi nhận 159 F0, 871 F1, 3.709 F2. Trước việc ghi nhận số ca mắc trong cộng đồng khá cao, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Xuyên Mộc sẽ tận dụng thời gian giãn cách xã hội để huy động lực lượng truy vết khoanh vùng để khống chế các ca nhiễm ngoài cộng đồng. Xem xét cái nguy cơ đối với khu vực nào mà nhiều nguy cơ nhất, như ở những doanh nghiệp mà có đông lao động, rồi nguy cơ ở phía là thủy thủ vào cảng, hay là nguy cơ ở những cái chợ truyền thống, thì đó là những cái mà kế hoạch mà chúng tôi phải tập trung và đồng thời đưa ra từng cái kịch bản cho những cái tình huống xấu nhất xảy ra để làm sao chúng tôi có thể kiểm soát được, nếu có xảy ra thì mình cũng phải ứng phó kịp thời. Huyện Xuyên Mộc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu và tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh, tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp không chấp hành chỉ thị 16. Đặc biệt, huyện tiếp tục giám sát từng gia đình tại các ổ dịch lớn xã Bầu Lâm, Tân Lâm, Hòa Hưng, Bình Châu nhằm kéo giảm tối đa số ca F0 phát sinh trong cộng đồng.